Còn với các cầu thủ bên phía tháng 7 với trang phục áo trắng quần trắng thì họ có trong đội hình số 9 Lê Hồng Điệp, số 4 Nguyễn Xuân Trường, số 22 Nguyễn Hữu Giàng, số 8 Tiến Đức, số 90 đường chuyền dài. Bóng vẫn còn trong cuộc. Bóng thuộc về dành cho cầu thủ tháng 9. Huy Hoàng. Rất thoáng. Cơ hội tấn công dành cho cầu thủ áo vàng. Khá nguy hiểm nhưng bóng thuộc về dành cho cầu thủ tháng 9. Vẫn đang trong tầm tranh chấp của cả hai đội. Chọc khe quá, dứt điểm. Đó là bàn thắng thuộc về dành cho Hồng Điệp. Quá hay, một đường chọc khe thực sự phải nói là quá tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng xem lại đường chọc khe này. Một đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự của các cầu thủ tháng 9. Và tình huống đặt lòng đến từ Hồng Điệp nó là quá tuyệt vời để dành cho bàn mở tỷ số thuộc về dành cho các cầu thủ tháng 7. Quá hay khi ngay những phút đầu tiên rồi, chưa đến phút thứ 10 của trận đấu. Mới chạm đến phút thứ 10 mà thôi thì ngay lập tức Hồng Điệp. Dứt điểm. Và nỗ lực dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của Thành Nam nó sẽ giúp các cầu thủ tháng 9 có thêm một tình huống phạt góc. Của đó là vị trí của Hữu Giang. Dứt điểm. Những tình huống tuyến hai vẫn đang là lựa chọn của các cầu thủ tháng 9 trong những tình huống vừa qua. Nhưng nó vẫn thiếu đi sự chính xác. Đường chuyền dài rất nguy hiểm, một lần nữa bóng hướng lên vị trí của Hồng Điệp. Và một chút nữa thôi thì cầu thủ mạo số 9 này đã có cho mình cú đúp. Cơ hội không vào. Một tình huống rất nỗ lực. Nhưng tiếc rằng trái bóng vẫn đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Hữu Giang trong tình huống. Bách Sunny ở kìa. Bách Sunny ở kìa. Đang làm ở đây kìa. Là cầu thủ tháng 7. Cơ hội để có thể dứt điểm. Quá khó khi mà đã có một tình huống ngăn cản rất tốt đến từ các cầu thủ bên phía tháng 7. Dưới bóng nó thuộc về dành cho cầu thủ tháng 9. Huy Hoàng rất nỗ lực. Coi không thành công. Một tình huống mà tốc độ đến từ vị trí của thủ môn là hơi chậm. Vẫn đang là cầu thủ tháng 7. Đường chuyền đảo cánh khá hay. Lên bóng Tuấn Anh. Khá đáng tiếc thì trong tình huống vừa rồi Duy Hùng đã không có được cho mình một nhịp đỡ bước một tốt. Cơ hội nguy hiểm, không vào. Một tình huống đáng tiếc và ngay lập tức cầu thủ tháng 7 họ đang có cho mình một tình huống phản công. Cắt ngang nguy hiểm, không vào, quá hay. Liên tiếp là hai tình huống ăn miếng trả miếng đến từ cả hai đội. Liên tiếp là sau một tình huống. Tuấn Huy Hoàng vẫn còn khá nguy hiểm nhưng không vào. Rất nguy hiểm nữa thuộc về dành cho cầu thủ bên phía tháng 9. Rất điểm, quá nguy hiểm. Và một lần nữa Hữu Giang. Hữu Giang là một... Hữu Giang là một lần nữa là cái tên khiến cho cầu thủ tháng 9. Minh Tuấn sẽ có lẽ rằng nếu đây là bàn thua thì Minh Tuấn sẽ thấy khá đáng tiếc.
Và đây là một cơ hội quá lớn để cao thủ thằng 9 họ có cho mình bàn gỡ một đều. Không, hai trận bên kia cũng hai trận mà. Và ngay lập tức thì Minh Tuấn cũng chính là người đứng vào khung thành dành cho các cầu thủ tháng 7. Minh Tuấn, Tuấn Nốc, một thủ thành đã từng chơi cho câu lạc bộ EOC. Và đây sẽ có phải cơ hội để chính Minh Tuấn sửa sai cho tình huống của mình hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Có lẽ đây sẽ một cơ hội quá lớn để có thể định đoạt tỷ số của trận đấu này. Một đều hay 1-0 dành cho cầu thủ tháng 7 đây. Quá hồi hộp, thực sự rằng quá hồi hộp trong tình huống này khi mà tất cả những cầu thủ trên sân cũng như cổ động viên cả hai đội đều rất trông chờ vào tình huống này. Dứt điểm vô! Không thể có cơ hội nào trong tình huống vừa rồi. Người ghi bàn là vị trí của Tạ Minh Đức. Minh Đức là người đã có bàn thắng gỡ hòa một đều. Đơn giản như vậy nhưng giờ đây họ vẫn đang có những đường chuyền thiếu chính xác để cầu thủ tháng 9 có thể tận dụng cơ hội phản công. Trả lại tốt. Quá hay từ Tiến Đức. Dứt điểm. Đã hơn 2 phút rồi, có lẽ thời gian chỉ được tính bằng giây nữa thôi. Vẫn còn đường chuyền dài. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã được trọng tài thổi lên. Và tỷ số là 1-1 dành cho cả hai đội. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở những trận đấu tiếp theo.